làm không có ra cái đồng ke nào hết mà suốt ngày đi du lịch chữa lành. Sao mà hay tổn thương quá. Biết gò bu. Anh nhà đi. Như một clip ngắn vừa rồi quý vị có thể thấy, đó chính là du lịch chữa lành hay là lương có 5 triệu thôi mà đi chữa lành. Đây đang là một cái trend rất là hot trên TikTok và các cái nền tảng mạng xã hội. Có thể thấy rằng là giới trẻ ngày nay thì họ ngày càng có cái nhu cầu đi du lịch nhiều hơn, đi thăm thú nhiều hơn. Và đâu đó cái thói quen du lịch của họ cũng khác hơn so với trước. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là người tiêu dùng của Việt Nam họ đang dành bao nhiêu tiền cho du lịch và họ sẽ tối ưu hóa chi phí của mình qua những chiếc thẻ tín dụng như thế nào. Và cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay đó chính là anh Trần Tuấn Anh ạ. Là một người rất là hay đi du lịch chữa lành. Và bên cạnh đấy là chị Thái Ngoan. Chị cũng là một người phụ nữ cũng hay có những chuyến du lịch cho gia đình của mình, nhưng mà cũng là một người coaching về tài chính và chuyên tư vấn về tài chính cá nhân ạ. Rất là cảm ơn anh chị đã nhờ chia sẻ với chương trình Smart Money tuần này. Câu hỏi đầu tiên thì chắc là em dành cho một người độc thân là anh Tuấn Anh. Em thấy anh rất là chịu khó uptrend như trong clip vừa rồi, đó là lương 5 triệu mà đi chữa lành. Vậy thì em hỏi anh là anh chữa lành theo tuần hay là chữa lành theo tháng ạ? Ra là mình cũng không đặt một cái kế hoạch nào cho cái việc là mình sẽ đi du lịch đâu, mà đôi khi là nó sẽ xuất hiện là tùy hứng ấy. Và có đôi khi là mình chỉ cần xem một cái bức ảnh của bạn bè đi du lịch thôi là mình đã đưa ra ngay được cái quyết định đi du lịch của mình rồi. Đấy là người độc thân thì muốn đi thì đi, hoặc là muốn ở thì ở. Thế còn với chị Ngoan thì chị có gia đình rồi, thì chắc chắn em nghĩ rằng cái việc sắp xếp đi du lịch nó cũng sẽ phải có kế hoạch hơn. Vậy thì chị đã sắp xếp cái kế hoạch du lịch của mình như thế nào? Một năm thì chị thường đi bao nhiêu lần ạ? Mình hàng năm mình sẽ set up trước cái kế hoạch của mình. Thứ nhất là kế hoạch về ngân sách. Ví dụ như trong 100% ngân sách đấy thì bao nhiêu phần trăm mình sẽ dùng để cho đi du lịch. Thực ra du lịch là một trong những cái ưu tiên hàng đầu gia đình mình khi mà trẻ con nó đang còn nhỏ và nó rất là thích trải nghiệm, đặc biệt là ở cái tuổi mà ở cái giữa này nó còn đi được với bố mẹ, sau này lớn lên có khi nó không thích được với bố mẹ nữa. Nên đó vẫn là cái thứ mà gia đình mình ưu tiên, nhưng mà vẫn phải ở trong một cái hạn mức ngân sách nhất định của gia đình. Đấy là cái thứ nhất liên quan đến ngân sách. Cái thứ hai liên quan đến số lượng lần đi và chất lượng lần đi như thế nào. Thì thông thường ví dụ như một năm mình cũng sẽ có ví dụ như mình đặt mục tiêu mỗi quý mình sẽ đi tối thiểu một lần. Thì có những cái quý mà trong năm học thì sẽ đi ngắn hạn thôi, và gọi là để con trải nghiệm thôi. Còn hè thì mình sẽ có một cái chuyến du lịch dài hơn. Vậy thì không biết là cái ngân sách du lịch của chị chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái thu nhập của gia đình nhà mình ạ? Ngân sách đi du lịch thì nó là một trong các cái khoản mục của gọi là chi phí mong muốn của gia đình mình, gọi là chi phí để nâng cao cuộc sống á. Thì cái chi phí cái ngân sách nâng cao cuộc sống ấy nó khoảng tầm 2% cái ngân sách của cả nhà, cái thu nhập của cả nhà. Thì trong đấy thì du lịch nó cũng đến khoảng, chị nghĩ là cũng phải 5-10%, nó tùy năm. Em thấy đúng là coaching tài chính chị lại còn có quỹ là mong muốn, sau đó là trong quỹ mong muốn lại có bao nhiêu phần trăm du lịch. Còn anh Tuấn Anh, em thấy anh khi mà anh nghe cái điều đấy thì có vẻ là anh cảm thấy rằng là anh chi bao nhiêu phần trăm cái thu nhập của anh cho du lịch. Cái câu chuyện là khi mà bạn đứng trước rất nhiều trách nhiệm ấy thì mình sẽ cần phải cân nhắc nhiều hơn. Nhưng mà thí dụ như mình thì mình nhẩm lại thì có thể là cái đó nó không phải là 50% mà nó có thể là chiếm khoảng 2-30% tổng thu nhập của mình. Những cái chuyến đi của anh ấy, cái chi phí cho những chuyến đi của anh nó có giống nhau hay không? Hoặc là ví dụ như em nghĩ rằng là đôi khi cuối tuần chẳng hạn mình chỉ cần staycation hoặc là mình có thể đi ra ngoại ô thì chi phí nó sẽ ít hơn. Có rất là nhiều những cái chuyến mà từ nhỏ 2 ngày, thậm chí là có những cái chuyến mà lên đến 9-10 ngày chẳng hạn, thì chắc chắn là cái chi phí của nó khác nhau rồi. Và mình cũng thường là mình sẽ lên một cái kế hoạch rất chi tiết là đi đâu làm gì, ăn gì. Nhưng mà cái có những cái phát sinh mà nó sẽ đến rất bất ngờ theo cái cảm hứng. Là thí dụ như mình có thể đưa ra một cái quyết định mà mua sắm gì đó trong cái chuyến du lịch mà nó có thể x2 cái giá trị của chuyến du lịch đấy lên, thì nó cũng đã từng xuất hiện trong những cái chuyến đi của mình rồi. Em thấy chị Ngoan hay là anh Tuấn Anh thì khi mà lên một chuyến du lịch dài ngày đều có những kế hoạch rất là cụ thể, và kèm theo đó sẽ là cái ngân sách cho từng cái hạng mục của mình, ví dụ di chuyển này, lưu trú này, ăn uống. Vậy thì có bao giờ mà mình sẽ kiểu như là follow được hoàn toàn 100% cái kế hoạch mình đặt ra không ạ? Chị đã có từng cái so sánh nào là có những cái mà chị đã lên các chi tiết thì nó sẽ rất là ổn, còn nếu mà chẳng may mà không lên ngay một cái chị bị vượt quá cái budget của chị không? Có chứ. Nó cũng giống như Tuấn Anh, chị thì không nghiện mua sắm nên là không phát sinh cái việc mua sắm nhiều. Nhưng mà ví dụ như trẻ con mà nó đi chơi, ví dụ mình đưa đến cái chỗ đấy, nhưng các bạn ấy lại phát sinh những cái mong muốn, ví dụ chơi thêm cái chỗ này, chơi thêm chỗ kia các thứ, thì nó sẽ phát sinh chi phí lên. Thì cũng sẽ có những cái lần đội lên như thế. Và sau này chị rút kinh nghiệm là khi mà mình lập ngân sách đi du lịch ấy,
thì mình sẽ để một cái phần dự phòng ở đấy. Ví dụ như mình tính sát là từng này chẳng hạn, thì mình cho thêm khoảng 50% gì trong cái ngân sách đó để nó không có bị kiểu như là bị động cho mình ấy. Các cái chuyến đi du lịch của mình khi mà mình lên cái kế hoạch chi tiết ấy, thì hầu hết là trong các cái năm vừa rồi mình đều đi như vậy cả. Và mình thấy là cái dự trù của mình sau cái chuyến đi đấy thì gần như là nó rất sát, từ ăn uống, ngủ nghỉ, rồi là vé máy bay, vì mình cũng đặt rất sớm mà, thì tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí. Và bên cạnh đấy thì mình cũng đọc rất kỹ các bài review về tất cả những cái điểm đến của mình, thì mình tiết kiệm được ngay cả những cái chi phí là mình chọn những cái homestay mà nó sẽ tiết kiệm được cả cái vé tham quan ở cái khu đấy nữa. Thì cái đấy cũng là một cái mà mình nghĩ là hạn chế tối đa cái việc là phát sinh các cái chi phí thêm. Còn tất nhiên là mình cũng nói rồi là tất cả những cái gì mà phát sinh thì nó nằm ở cái phần là mua sắm của mình. Nghe có vẻ cảm thấy rằng là mình đều sẵn sàng, tức là mình không dự liệu được trước. Nhưng anh Tuấn Anh có vẻ là dường như rất là sẵn sàng cho cái việc là mình có thể phát sinh cái khoản chi phí mua sắm bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì theo anh chị, trong một cái chuyến du lịch ấy, thì đâu là những cái chi phí cố định không thể bỏ được, và những cái chi phí nào là những cái chi phí có thể cắt giảm được ạ? Chắc chắn là cái phương tiện đi lại này. Thì cái đấy thì ví dụ đi xa thì mình phải lựa chọn cái phương tiện an toàn cho gia đình. Rồi là ở cũng vậy, mình có thể không phải ở sang xịn mịn, hoặc là cũng sẽ có những chuyến như vậy, nhưng cũng có những chuyến thì ở nhưng mà nó cũng sẽ phải đảm bảo những cái tối thiểu cho cái tiêu chuẩn của gia đình mình ấy. Đấy, rồi là ăn uống thì thực ra mình thì cái quan điểm ăn uống của mình nó là trải nghiệm, nên là mình tập trung vào những, ví dụ mình đến đâu thì mình sẽ kiểu trải nghiệm những cái đặc sản ở cái khu vực đấy. Nó không kể là đặc sản cao cấp hay là đặc sản thấp cấp, nhưng mà cái gì là đặc sản thì mình sẽ thử. Đó, thì nói chung là ăn ngủ nghỉ, còn gọi là đi lại, ngủ nghỉ với ăn uống. Còn tất nhiên là có những cái trải nghiệm liên quan đến là vui chơi, rồi là những cái tham quan, những cái cũng là những cái đặc sản của vùng miền đấy, nhưng nó liên quan đến giải trí ấy. Thì mình cũng sẽ lựa chọn cho nó phù hợp trong cái ngân sách của mình. Nhưng mà nói chung là mình sẽ lựa chọn những cái thứ mà nó đúng là đặc sản của vùng miền. Ví dụ như đến đấy trẻ con nó thích đi trung tâm thương mại chẳng hạn, thì cái đấy ở Hà Nội quá nhiều rồi, nhưng mà con có thể trèo đèo lội suối hay là ngắm biển các thứ đấy, thì mình sẽ ưu tiên tất cả những cái thứ mà đặc sản của vùng miền đấy. Bây giờ chuyển sang một cái chủ đề, một phần 2 của cái buổi thực trò chuyện ngày hôm nay, đó là đi du lịch và cách tối ưu chi phí với những chiếc thẻ tín dụng. Mọi người khi mà nhắc đến thẻ tín dụng ấy thì thường nghĩ rằng ôi, thẻ tín dụng nó là một cái mình cho mình tiêu trước trả sau này, giúp mình đâu đó bớt giảm áp lực về chuyện tiền bạc khi mà mình cần chi một cái khoản gì gấp. Thế nhưng đâu đó thì để bên cạnh cái việc tiện lợi như vậy ấy, thì nó cũng hoàn toàn là có những cái lợi ích mà nếu như mình là người tỉnh táo và mình biết tìm hiểu kỹ thì mình hoàn toàn có thể tận dụng được những cái chiếc thẻ tín dụng đấy để có thể tối ưu chi phí. Vậy thì không biết như chị Ngoan thì chị thường em nghĩ là hai anh chị đều có thẻ tín dụng đúng không ạ? Vậy thì không biết chị Ngoan chị thường chị dùng thẻ tín dụng của mình như thế nào để có thể tối ưu hóa được cái chi phí, ví dụ như là vé máy bay này, hay đặt phòng, hay là cashback đâu đó. Thực ra thì đối với chị thì về thẻ tín dụng ạ, thì cái quan điểm chi tiêu của chị là sử dụng đúng mục đích. Tức là mục đích thứ nhất là gì? Đấy là khi mà ví dụ như mình dùng cái thẻ tín dụng đấy và mình tối ưu được chi phí, thì đấy là cái mục đích của chị, chứ không phải là cái mục đích là mình để vay trước trả sau. Bởi vì cái việc mà mình dùng thẻ tín dụng mục đích để chi tiêu, nó rất là dễ khiến cái kích thích cái nhu cầu tiêu dùng của mình tăng lên ấy. Và rất nhiều cái trường hợp đấy là bị bội chi thẻ tín dụng, bị mất cân đối chi tiêu chỉ vì lạm dụng thẻ tín dụng. Nhưng mà bên đấy là cái mặt mà mình hạn chế, nhưng mà cái mặt tích cực đấy là mình sử dụng đúng cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như là nếu mà đi du lịch mà mình đặt vé máy bay các thứ đúng không, thì mình được cộng điểm này, cộng dặm bay này, rồi là đặt phòng thì nó sẽ có những cái chiết khấu, hoặc là những cái chương trình của ngân hàng nó có phần cashback, nó rất là hữu ích ấy. Thì khi mà đi du lịch thì chị cũng sẽ thường dùng thẻ tín dụng trong những cái khoản chi tiêu lớn như vậy, để mình có được cái sự ưu đãi liên quan đến cashback, liên quan đến điểm thưởng, liên quan đến dặm bay. Rồi là ví dụ mình đi nước ngoài chẳng hạn thì nó sẽ có cái chuyển đổi ngoại tệ, với lại là nó sử dụng nó sẽ tiện hơn rất là nhiều, mình không phải đi đổi cái này cái kia. Rồi mình cũng không phải lúc nào mình cũng được mang một cái số tiền mặt quá lớn khi mà mình nhập cảnh hoặc là xuất cảnh đúng không ạ? Thế còn anh Tuấn Anh, anh dùng thẻ tín dụng như thế nào ạ? Mình cũng dùng thẻ tín dụng từ rất là sớm. Thì mình nghĩ là hiện tại bây giờ mình đếm sơ mình có khoảng 3 cái thẻ tín dụng. Và mỗi một cái thẻ tín dụng đấy thì mình sẽ dành cho những cái việc chi tiêu khác nhau. Ví dụ như có những cái thẻ của mình thì nó sẽ
được hưởng rất là nhiều ưu đãi khi mà đi ăn tại một số nhà hàng, hoặc là nó sẽ được tặng đêm nghỉ dưỡng tại các cái khách sạn hoặc là các cái khu resort. Và có những cái thẻ thì nó sẽ không mất cái phí chuyển đổi ngoại tệ khi mà mình cà ở nước ngoài. Thì mỗi một cái thì trong những cái chuyến đi du lịch thì mình thường là sẽ tìm hiểu trước để xem là mình nên dùng cái thẻ nào nhiều hơn. Đúng rồi, bởi vì là có những cái thẻ thì một năm mình sẽ được tặng đến 4-5 ngày nghỉ ở những cái khu resort chẳng hạn, thì mình sẽ chỉ cần đặt thêm 1-2 ngày nữa thôi là mình đã có một cái chuyến đi rất là ok rồi. Thì mình nghĩ là mọi người có thể là lựa chọn nhiều hơn một cái thẻ tín dụng để có thể là có được nhiều những cái cơ hội đi du lịch hơn mà vẫn tiết kiệm được. Thế đã bao giờ anh có một cái trải nghiệm ok, anh có thể nói là anh có 3 cái và mỗi cái sẽ dùng ích khác nhau, và đúng thật sự là mỗi một cái loại thẻ họ đều có một cái tập khách hàng nhất định, và đương nhiên là phải như vậy thì mới có tính cạnh tranh đúng không ạ? Thế có bao giờ hai anh chị cảm thấy rằng là mình bị miss mất cái, tức là mình đang không biết rằng là cái thẻ này mình đang tiêu bao nhiêu rồi, cái thẻ kia mình đang tiêu bao nhiêu rồi không ạ? Như lúc nãy chị nói ấy, cái mục đích dùng thẻ tín dụng của chị đấy là sử dụng để tối ưu cái chi phí của mình chứ không phải là để tiêu trước trả sau. Thế nên là khi mà chị tiêu thẻ tín dụng rồi á thì thông thường về chị sẽ có một cái khoản tiền trong tài khoản để chuyển trả vào cái thẻ tín dụng đó, để đảm bảo là mình không có bị lạm chi trong cái phần ngân sách còn lại. Mình tưởng là mình dư ấy, hóa ra cái khoản là mình chi tiêu rồi mà. Nên là nếu đã chi thẻ tín dụng thì chị sẽ chuyển tiền để cho cái thẻ tín dụng đấy nó full lại luôn, thì nó không bị cái trường hợp là đến tháng hết tiền trong tài khoản và lại phải trả thẻ tín dụng, mình không có biết xoay đến đâu. Và cái trường hợp đấy khách hàng của chị bị rất là nhiều, nó liên quan đến là cứ tháng này gối tháng kia, sau đấy cảm giác là lúc nào phải đi trả nợ và nó rất là áp lực. Còn anh Tuấn Anh có 3 cái thì anh sẽ phân bổ cái tiền của mình như nào để trả, bởi vì là em nghĩ rằng mỗi em thì chỉ có một cái thẻ tín dụng thôi, nên em cũng không biết được rằng là ở các cái ngân hàng khác nhau thì cái thời hạn mà mình cần phải trả thẻ tín dụng nó có khác nhau hay không. Ra là cái mốc đấy thì nó mình cũng không nhớ được hết tất cả những cái mốc ngày tháng của các thẻ của mình đâu, nhưng mà mình sẽ chọn một cái phương án đấy là mình liên kết các cái thẻ đấy, nó tự động thanh toán. Đúng rồi, thanh toán khi mà đến ngày với các cái tài khoản ngân hàng của mình. Và hầu hết là mình tất cả những cái tài khoản ngân hàng đấy thì nó đều còn đủ cái số tiền, bởi vì mặc dù mình nói là mình cũng khá thoải mái trong cái việc chi tiêu, tuy nhiên là vì mình có một cái, mình đặt một cái hạn mức cho mình rồi, nên mình thường là không bao giờ bị cái trường hợp là quá hạn hay là quá cái mức chi trả của mình. Và mình thấy là cũng có đôi khi là nó quá cái mức một chút thì các ngân hàng đều có tin nhắn báo. Vâng. Nên là ngay lập tức thì mình có thể là chuyển từ tài khoản khác sang cái tài khoản mà có thể thanh toán được cho cái thẻ đấy. Nên hầu hết các cái trường hợp của mình là mình chưa gặp cái việc là bị quá cái khả năng chi trả đâu. Quý vị có thể thấy là hai vị khách mời của chúng ta đều đã chia sẻ những cái cách làm sao để có thể không bị chi tiêu hoặc quá cái hạn mức thẻ tín dụng này, hoặc không bị quá hạn trả nợ rồi. Vậy cùng xem là các chuyên gia của chúng ta cũng sẽ có thêm những cái lời khuyên nào trong việc sử dụng thẻ tín dụng để làm sao có thể tối ưu hóa được chi phí nhé. Hiện tại thì các ngân hàng thông thường sẽ miễn lãi cho các khách hàng và chủ thẻ có chi tiêu trên thẻ tín dụng của mình từ 45 đến 55 ngày tùy dòng thẻ, hạng thẻ và tùy từng ngân hàng. Thì cái thời gian miễn lãi này thì ngân hàng được gọi là thời gian ân hạn, trong trường hợp là khách hàng thanh toán đúng cái thời hạn thanh toán đó. Thế còn sau thời hạn thanh toán mà khách hàng thanh toán thì cái thời gian mà tính lãi suất thì sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu sao kê. Thế tuy nhiên thì nếu như mà khách hàng không thanh toán đúng và đủ thì cái lãi suất của khách hàng sẽ được tính từ thời điểm phát sinh giao dịch. Bạn sẽ phải lắng nghe rất là kỹ hoặc là bạn tự đọc cái hợp đồng chiếc thẻ tín dụng đó để xem rằng là họ có những cái loại phí như thế nào, họ có thể tính lãi suất của bạn đến bao nhiêu phần trăm, họ cho bạn bao nhiêu ngày thanh toán sau khi họ đóng cái sao kê của kỳ trước, ví dụ như họ cho bạn 15 ngày hay là 25 ngày. Rồi thứ tiếp theo là bạn sẽ phải nên thường xuyên kiểm soát cái chi tiêu của mình, giống như lúc nãy mình có chia sẻ là thậm chí là ở nước ngoài thì họ có cái nguyên tắc là bạn nên chi tiêu chỉ trong khoảng 30% cái hạn mức thôi, thì liệu bạn có làm được hay không, hay là cố gắng là 50% đi hoặc là 70%. Nói chung là cố gắng là phải kiểm soát chi tiêu và đừng có đi quá cái hạn mức của thẻ. Bởi vì khi mà bạn đi quá như vậy thì cái khả năng bạn hoàn trả đúng hạn nó sẽ rất là khó khăn. Bởi vì bạn chỉ có 30 đến 45, 55 ngày thôi. Nghe thì dài, thế nhưng mà
khi mà chúng ta tiêu quá mức thì tiền nó chưa kịp về. Rồi tiếp theo là chúng ta nên bảo mật chiếc thẻ của mình. Giống như kinh nghiệm của Chí là Chí sẽ sử dụng một chiếc thẻ riêng cho những cái thanh toán online để mà tránh cái việc rủi ro mất thông tin. Đấy cũng là một cái cách làm rất là thông minh. Đừng có những cái tháng mà chúng ta chi tiêu quá tay xong chúng ta lại nói rằng là tháng sau chúng ta sẽ từ từ lại, hoặc chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ tiêu ít đi. Chúng ta nên duy trì một cái thói quen chi tiêu ổn định. Trong cái khách hàng của chị mà chị đang coaching và chị đang hướng dẫn về tài chính ấy, thì cũng có rất là nhiều người họ đã từng bị là dùng quá nhiều thẻ tín dụng và họ bị loạn trong cái việc lúc nào cũng đi trả nợ như vậy. Vậy thì chị có cái lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả khi mà quyết định sử dụng thẻ tín dụng hay không ạ? Thực ra cái lời khuyên của chị đấy là tất nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào cái quan điểm chi tiêu của mỗi người. Nhưng mà cái thẻ tín dụng thì nó về mặt gọi là mình hãy dùng nó như là một cái công cụ hỗ trợ mình trong việc là thanh toán, cái tiện ích thanh toán thôi, chứ không nên xem nó như là một cái khoản vay. Bởi vì mà dù nó là tín dụng nhưng mà nếu mà xem nó khoản vay, bởi vì thẻ tín dụng nó quá là dễ rút tiền đi và dễ để mình có thể chi tiêu đi và mình phụ thuộc vào nó, thì cái việc mà mình có thể cân đối được trong cái việc chi tiêu của mình ấy, nó sẽ tự nhiên giống như kiểu cái ngân sách, cái thu nhập của em là 100 đồng chẳng hạn. Thì bây giờ có thêm một cái thẻ tín dụng 100 đồng thì em cảm giác như là em có một cái thu nhập 200 đồng ấy, và em chi tiêu trong 200 đồng đấy. Thì nhưng mà về bản chất là em chỉ có 100 thôi, thì nó sẽ rất là khó để cân đối được. Và đôi lúc đến lúc là có những cái trường hợp giống như là một nhiều thẻ ấy, là sau đó cứ xoay tháng nào cũng, ví dụ như em có lương về, em đi làm một tháng nhá, em chờ đến nhận lương là 100 đồng. Thế lại nhận được 100 đồng thì em phải đến cái hạn trả tín dụng hết cả 100 đồng đấy, trong tài khoản em không có đồng nào, và khiến cho em có một cảm giác là em không có tiền. Đấy, hoặc là cảm giác là thế mình đi làm cả một tháng mình không có được nhận cái gì à? Bởi vì bản chất là trước đấy mình đã tiêu mất rồi mà. Thế nên là cái lời khuyên của chị đấy là mình chỉ dùng với một cái mục đích liên quan đến cái việc tiện lợi thanh toán thôi. Và hoặc là có một số cái trường hợp mình chưa đủ tiền, mình vẫn cần ứng trước, thì mình hãy nghĩ đến cái việc là việc mình ứng trước đó thì cái nguồn trả của mình nó sẽ đến có đến kịp để trả hay không. Với cá nhân em thì em cũng không phải là người thích thẻ tín dụng lắm, và đến thực sự là đến tận năm ngoái em mới có chiếc thẻ tín dụng đầu tiên. Và em nhớ cái lần đầu tiên mà em sử dụng thẻ tín dụng chính là cho một bạn ở cơ quan mượn để có thể đi trải nghiệm thẻ đen, đi mua một cốc cà phê Starbucks với giá 80.000. Và bạn ấy quẹt bằng cái thẻ của em. Nhưng mà đến, nói thật là em còn không biết cách làm thế nào để có thể trả được 80.000 đấy. Nhưng mà đến bạn nhân viên chắc chắn hỏi là chị ơi chị trả nợ đi không, chị lên nợ xấu đấy. Và em cảm thấy rằng ui, cảm thấy nó rất là căng thẳng. Và em luôn luôn là người không thích vay trước trả sau. Nhưng sau này khi mà các bạn đến một thời gian rất dài, các bạn ấy rất là kiên nhẫn, các bạn bảo em là chị Vân ơi, khi mà chị dùng cái thẻ tín dụng đấy, chị đi ra nước ngoài phí chuyển đổi ngoại tệ của chị chỉ 1,1 thôi. Còn nếu chị dùng cái thẻ debit thì cái phí chuyển đổi sẽ là 1,3. Thì từ đó bắt đầu em mới thay đổi dần suy nghĩ. Và như hôm nay chị Ngoan nói, em rất là đồng tình, đó là mình hãy dùng nó như một công cụ để mình có thể thụ hưởng được những cái ưu đãi từ các cái hãng đặt phòng máy bay, hoặc là từ những cái việc mua sắm ở nước ngoài. Và thực ra là khi mà em nhìn lại nha, thì nó cũng, khi mà mình mua một cái khoản shopping kha khá thì cái phần cashback và cái phần chi phí chuyển đổi nó cũng là một cái khoản rất là lớn, chứ không phải là nó nhỏ như mình thường nghĩ, chỉ 0,2% thôi, nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Như anh Tuấn Anh cũng vừa lên một cái quay du lịch rồi, bây giờ anh có thể chia sẻ một chút với quý vị khán giả là vậy thì bây giờ làm thế nào trong bối cảnh là vé bay ngày càng tăng này, mình không phải là mình nhích được nữa rồi, vậy thì làm như thế nào để mình có thể sắp xếp một cái chuyến đi để có thể tối ưu chi phí ạ? Từ rất lâu rồi thì mình thường là lên một cái kế hoạch chi tiết cho cái chuyến đi, và với những cái chuyến đi nước ngoài thì mình sẽ lên một kế hoạch sớm 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là có những cái chuyến đi mình đặt trước 4 tháng vé máy bay để nhận được một cái giá tốt nhất. Và ngoài ra thì mình cũng thấy là khi mà mình tìm hiểu trước tất cả các điểm đến, vé tham quan hay là những cái nhà hàng ăn uống, thì mình cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những cái chi phí cho cái việc là di chuyển đi lại để đến cái nhà hàng đấy mà mình không thấy vừa lòng chẳng hạn. Thì tất cả những cái việc đấy mình đã đều tìm hiểu và mình đã đều chuẩn bị rồi, thì mình sẽ tiết kiệm được cả chi phí tài chính lẫn cái việc là thời gian của mình trong cái chuyến đi. Và ngoài ra nữa thì thí dụ như là có những cái chuyến đi thì mình tìm hiểu kỹ hơn, thì mình sẽ thấy là ở đó nó có những cái nhà hàng mà được
thẻ tín dụng của mình giảm giá chẳng hạn, hay là một số các sân bay thì mình sẽ được hưởng cái phòng chờ thương gia, thì mình cũng sẽ áp dụng hết tất cả những cái vấn đề đấy để mình tiết kiệm được một bữa ăn trưa hoặc một bữa ăn tối chẳng hạn. Cái chuyến đi đúng không ạ? Vâng. Em hôm nay em sẽ được học thêm một cái kinh nghiệm của anh, và em sẽ để ý thêm những cái ưu đãi từ những cái thẻ tín dụng. Bởi vì nhiều khi đến ấy, em còn chẳng đọc cơ, bởi vì em bảo thôi thôi, cứ tín dụng là vay rồi nên không bao giờ em để ý. Nhưng mà bây giờ nhá, em thấy có một cái điều đó là bây giờ các ngân hàng họ đều tung ra những cái lợi ích rất nhiều ở thẻ tín dụng. Bởi vì phải có lợi ích thì khách hàng mới thấy là à, bây giờ đến ngân hàng này dùng thẻ Citibank này, hoặc ngân hàng kia dùng thẻ này thẻ kia này. Là bao giờ đến nhà hàng các bạn hỏi là chị có cái thẻ này không, chị có thẻ kia không, nếu mà thẻ kia thì được giảm giá ở nhà hàng em bao nhiêu phần trăm. Thế bây giờ mình làm như thế nào để là một người tiêu dùng thông thái, mình có thể tránh được những cái bẫy? Bởi vì mỗi ngân hàng, em đúng không chị, mỗi ngân hàng sẽ có một ưu đãi ở một cái lĩnh vực khác nhau, và cái lĩnh vực nào mình cũng muốn là có ưu đãi, thì mình sẽ có thể sở hữu 2, 3, 4, 5, 6 cái. Vậy làm nào để mình thoát được những cái bẫy ưu đãi thẻ tín dụng? Giả sử mình là một cái người mà mình rất là sát sao trong việc chi tiêu, rồi những cái số má hoặc là những cái ngày tháng mình rất là nhớ, bởi vì thẻ tín dụng này nó sẽ có hạn trả, rồi là cái hạn đóng phí thường niên các thứ này kia, và những cái thẻ mà nó ưu đãi lớn thì phí thường niên nó cũng sẽ rất là lớn. Thì nếu mà mình theo dõi sát sao những cái đấy và mình có thể manage được, có thể quản lý được nó thì ok. Thì mà cái nhu cầu của em về những cái thứ kia nó lớn thì em có thể dùng nhiều thẻ cũng được, nhưng mà bởi vì em control, em quản lý được nó. Còn nếu mà ví dụ như mình là một cái người mình quá là bận rộn nên mình không thích những cái con số má ngày tháng nó phức tạp chẳng hạn, và cái mong muốn của mình ví dụ như ok, mình đi ăn thì mình được giảm một chút này, đi bay mình giảm được một chút kia, nhưng mà nó không đáng kể so cái việc là lỡ may mình lại quên mất cái ngày tháng trả, rồi đến cái kỳ đóng phí các thứ này kia ấy, nó phí hoặc là phí phạt các thứ nó lớn ấy, thì thôi, thì chị nghĩ là thôi, mình làm thế nào mà để thoải mái nhất trong cuộc sống của mình ấy. Quý vị thân mến, qua 20 phút trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi thôi, nhưng quý vị có thể thấy là có những cái cách để làm sao chúng ta có thể quản lý chuyến đi này, lên kế hoạch này và quản lý chi tiêu cho chuyến đi, cũng như là tận dụng ưu đãi của thẻ tín dụng để làm chuyến đi có những cái trải nghiệm tốt hơn. Mùa du lịch đang gần đến rồi, và trong bối cảnh giá vé máy bay đang tăng cao này, rồi các cái chi phí nó cũng đang tăng lên rất là nhiều, thẻ Vân rất là mong muốn quý vị sẽ có thêm những cái kinh nghiệm, có những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch của mình để tránh được nhiều nhất những chi phí phát sinh. Và đừng quên là thẻ tín dụng sẽ luôn luôn là một thứ công cụ hỗ trợ rất là hữu ích nếu như chúng ta sử dụng nó một cách khôn ngoan và tỉnh táo. Một lần nữa rất là cảm ơn chị Thái Ngoan về những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn anh Tuấn Anh về những cái trải nghiệm mà anh chia sẻ, và đến thực sự em cũng rất là bất ngờ với những trải nghiệm của anh ạ. Cảm ơn Sunshine đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Smart Money tiếp theo.